một giáo họ đặc biệt thuộc giáo xứ Bắc Cạn, giáo hạt Tây Bắc, giáo phận Bắc Ninh, cách tòa giám mục khoảng 200 km, được hình thành vào khoảng năm 1979. Năm 2011, khởi đi từ tình thương của vị mục tử, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã cử cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, vị tân linh mục trẻ vừa được truyền chức đến phục vụ tại giáo họ Nà Phạc. Đây cũng là lần đầu tiên giáo họ Nà Phạc có linh mục chính thức đến ở cùng. Thời điểm đó, mỗi khi nhắc đến Nà Phạc, người ta thường nghĩ đến một giáo họ bốn chưa. Chưa có đất, chưa có nhà thờ, chưa có nhà phòng, nhà ở cho cha xứ, chưa có ban hành giáo. Thánh lễ chào đón linh mục cũng được tổ chức rất đặc biệt với ba không: không đón rước, không kèn trống, không tiệc mừng. Bà con giáo dân nơi đây chủ yếu là người dân tộc Mông, một số ít là người Kinh, người Giao. Tuy nhiên không tập trung mà sinh sống rải rác ở các vùng đồi, có nơi cách chừng 80 km. Ngày nay, giáo họ đã có một nhà thờ kiên cố, là trung tâm của một vùng truyền giáo. Nằm giữa đồi núi chập trùng của dãy Ngân Sơn, giữa màu xanh bát ngát của cây cỏ, nhà thờ Nà Phạc nổi bật lên như một cuộc biểu dương cho tình yêu và sự mầu nhiệm lớn lao của Thiên Chúa. Ngày 5 tháng 10 năm 2017, Thánh lễ đồng tế khởi công xây dựng nhà thờ Nà Phạc Bắc Cạn đã được cử hành do Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt chủ sự. Sau gần 2 năm thiết kế và thi công, nhà thờ đã được hoàn thành, dự kiến dâng lễ cung hiến vào ngày 15 tháng Giêng năm 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid, thánh lễ cung hiến tạm thời phải lùi lịch. Trong thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ Nà Phạc, trước bà con giáo dân nơi đây, Đức cha Cosma đã nhắc lại biến cố lịch sử quan trọng. Năm 2008, khi được bổ nhiệm chức giám mục giáo phận Bắc Ninh, Ngài đã đến thăm và gặp gỡ Chủ tịch tỉnh Bắc Cạn. Và thú thật, lúc tôi ở đó, tôi chưa có ý nghĩ gì, tôi chưa có ý nghĩ gì về Nà Phạc cả. Dù trước đó tôi đã đến Nà Phạc và biết Nà Phạc rồi, nhưng mà khi ông Chủ tịch tỉnh tặng tôi một bó hoa, thì bỗng dưng tôi nghĩ đến Nà Phạc. Và ngay sau khi rời khỏi chỗ ông Chủ tịch tỉnh, thì tôi đã cùng với một vài giáo dân và một gia xứ lúc ấy đến để dâng bó hoa của ông Chủ tịch tỉnh cho Đức Mẹ tại nhà của các dì dòng Hiệp Nhất ở ngoài, ngay bên cạnh khu đất của chúng ta ở đây, với lời xin như lúc nãy cha đã nói: xin Đức Mẹ cho giáo dân Nà Phạc một ngôi nhà thờ. Tuy không đồ sộ, không bề thế, nhưng với biến cố lịch sử là được xây dựng nhờ lời nguyện của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt với Đức Mẹ, ngôi thánh đường này chính là niềm hạnh phúc và tự hào của bà con giáo dân tại giáo họ nói riêng và giáo xứ Bắc Cạn nói chung. Đây là một ngôi nhà thờ đầu tiên được xây dựng trên mảnh đất Bắc Cạn này. Và ngôi nhà thờ này đã trở thành một cái dấu ấn không chỉ về đời sống đức tin, cũng như là về sự hãnh diện của tất cả những anh chị em, đặc biệt là những người công giáo ở trên, đang sinh sống ở trên đất Bắc Cạn này. Và ngôi nhà thờ này đã được xây dựng và hoàn thành, trước tiên là để cho thấy được cái bằng chứng của việc Thiên Chúa nhậm lời cầu nguyện của Đức Cha. Cái thứ hai nữa là cũng là để cho anh chị em ở Bắc Cạn này, cách riêng anh chị em công giáo, có được một nơi để tham dự thánh lễ, để gặp gỡ Chúa trong việc sống đức tin. Đời sống đức tin của anh chị em đã được thay đổi rất nhiều. Trước tiên, người ta vững tin hơn vào Chúa, vào Hội Thánh. Bởi vì ở đây là một mảnh đất, từ xưa đến nay người ta chưa bao giờ thấy có ngôi nhà thờ. Và khi thấy có ngôi nhà thờ, thì người ta thay đổi lại cách sống, thay đổi lại suy nghĩ về giáo hội. Và chính ngôi nhà thờ này đã trở thành cái điểm tựa vững chắc và giúp cho anh chị em có một sự an tâm hơn, bình an hơn và hạnh phúc hơn trong đời sống của mình. Nhà thờ giáo họ Nà Phạc nằm ngay cạnh quốc lộ 3 trên trục đường chính đi vào thị trấn, nên thuận tiện cho các đoàn hành hương ghé thăm. Được chính quyền địa phương cấp phép,
các cha đã quyết định xây dựng nhà thờ theo lối kiến trúc Gothic một tháp chuông với tổng diện tích hơn 350 m², sức chứa gần 300 giáo dân. Mặt trước của nhà thờ được sơn màu xám nhẹ nhàng, thiết kế tuân theo những chế định nhất định của lối kiến trúc này. Từ dưới lên trên được chia làm 3 tầng, tầng dưới cùng là cửa, phần chính giữa là các ô cửa sổ, với trung tâm là cửa sổ tròn to bằng kính màu có hình ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Phần trên là hành lang và tháp chuông. Toàn bộ mái nhà thờ được lợp hoàn toàn bởi những viên ngói đất nung hệt như vệt son nổi bật giữa núi rừng Ngân Sơn. Các họa tiết hoa văn đối xứng tinh tế, độc đáo, kết hợp với thiết kế cột trụ đâm thẳng từ dưới lên và nhọn ở phần đầu, làm tôn lên vẻ cổ kính, sang trọng, tạo ấn tượng về chiều cao của ngôi thánh đường. Tượng Đức Mẹ Nạp Phạc được đặt ngay phía trước nhà thờ, để sau mỗi lần tham dự thánh lễ, bà con giáo dân quy tụ trước đền mẹ, dâng những lời kinh, lời ca và lời cầu nguyện. Xin mẹ chuyển cầu cùng Thiên Chúa ban ơn lành xuống trên giáo họ nói riêng và toàn điểm truyền giáo nói chung. Phía trong nhà thờ nổi bật với hai tông màu chính là trắng và nâu sẫm. Sự tương phản giữa màu sơn của tường và màu của các chi tiết kiến trúc tạo nên một vẻ đẹp hài hòa, thu hút. Phía trên là các vòng cung nhọn cắt nhau đặc trưng của lối kiến trúc Gothic, góp phần làm gia tăng yếu tố thẩm mỹ, gia tăng chiều sâu cho nhà thờ. Cửa sổ và cửa ra vào hai bên được thiết kế rộng, giúp ánh sáng tự nhiên chiếu vào nhiều hơn, tạo cảm giác thoáng mát nhưng vô cùng tĩnh mịch. Điểm đáng chú ý là ở phía trên, ta thấy có rất nhiều họa tiết, hoa văn đặc trưng của bà con dân tộc Mông, khiến nhà thờ trở nên thân thuộc, gần gũi với bà con giáo dân nơi đây hơn bao giờ hết. Tâm điểm của công trình là gian cung thánh thiêng liêng, trái ngược với gian cung thánh đơn sơ, giản dị trước đây. Phía trước, bên trái gian cung thánh là ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tại đây, bất kể ngày hay đêm, đều có giáo dân chạy đến cầu nguyện trước tòa mẹ. Tiếp đến là tượng thánh Giuse Thợ, bổn mạng của giới lao động. Tượng thánh Alfonso được đặt bên phải gian cung thánh. Trung tâm là cây thánh giá cỡ lớn và tượng Chúa chịu nạn cực trọng. Dưới tượng chịu nạn là nhà tạm, nơi cất giữ thánh thể. Trên nền chất liệu hoàn toàn bằng gỗ, các nghệ nhân đã khéo léo chạm khắc tinh xảo các họa tiết. Nhà tạm vẫn giữ nguyên lối thiết kế Gothic với nhiều tòa tháp nhọn phía trên, tạo hiệu ứng như hàng chục ngôi thánh đường nhỏ. Xung quanh khuôn viên nhà thờ là nhà mục vụ của dòng Chúa Cứu Thế, nơi đón tiếp và nghỉ lại của các cha, các đoàn hành hương đến với đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nạp Phạc. Đồng thời, đây cũng là nơi học tập của nhiều em nhỏ. Các em thiếu nhi đến nhà thờ không chỉ để học giáo lý mà còn được học chữ, học toán, học đánh đàn, xứng kinh phục vụ nhà thờ và tham dự thánh lễ. Cũng tại đây, vào mỗi Chúa Nhật hàng tuần sau thánh lễ, bà con giáo dân lại quy tụ cùng nhau dùng bữa. Tâm tư cha thì rất là vui mừng vì có một nhà thờ mới rất đẹp. Có thể nói là ngoài sức tưởng tượng của cha cũng như là của giáo dân ở đây, cha cũng hết lòng cảm ơn Chúa, rồi cảm ơn tất cả những vị ân nhân đã từng đóng góp giúp đỡ để cho nhà thờ được hoàn thành được như ngày hôm nay. Nhân đây thì cũng xin cảm ơn hết tất cả các vị ân nhân đã giúp đỡ nhà thờ cách này cách khác. Cũng xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả những anh chị em đã đóng góp. Dù có thể chỉ đóng góp một ít thôi cũng vẫn là đóng góp cho Chúa, cho cái ngôi đền thờ mà những năm vừa qua rất là vất vả. Còn đến ngày hôm nay thì rất là vui mừng, xin tất cả anh chị em cũng chia vui với lại chúng tôi cũng như anh chị em giáo dân Nạp Phạc. Có thể nói, nhà thờ giáo họ Nạp Phạc là quà tặng ân sủng mà Thiên Chúa đã trao ban ngang qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Đây là ân huệ được đền đáp xứng đáng cho những lời cầu nguyện thiết tha của Đức Giám Mục, những hy sinh không ngừng nghỉ của quý cha dòng Chúa Cứu Thế, sự nỗ lực không ngừng trong việc vun vén, gìn giữ đức tin của bà con giáo dân nơi đây, cùng với những đóng góp giúp đỡ của quý vị ân nhân từ nhiều miền trên cả nước. Giữa một vùng ngoại biên xa xôi của giáo phận, nổi bật trên màu xanh bát ngát của núi rừng là nhà thờ đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nạp Phạc, nơi mà những hạt giống đức tin đang từng ngày được ươm mầm, vun vén.